Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Nhật ký vượt bão của một nhà đầu tư thích viết lách. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Gerard Đỗ. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Chúng ta đã gặp mặt kẻ thù và hắn chính là chúng ta, Oliver Perry. Hãy gặp mặt kẻ thù lớn nhất của bạn trong đầu tư, người đó chính là bạn. Và kẻ thù lớn thứ hai là những người chuyên đi phím hàng bạn có thể gặp ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội. Nhưng đây là chủ đề của một bài blog hoàn toàn khác. Xét trên phương diện tiến hóa, ngay từ đầu chúng ta vốn không được thiết kế để có khả năng giữ được cái đầu bình tĩnh khi môi trường xung quanh bỗng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta được thiết kế để vắt giò lên cổ mà chạy mỗi khi chúng ta cảm thấy có một tiếng sột soạt trong bụi cỏ, hoặc là nhìn thấy sơ qua bóng dáng của một con hổ răng kiếm đang từ từ tiếp cận. Tổ tiên của chúng ta là những người đã chạy trước khi suy nghĩ. Những người đã đứng lại để xác nhận xem là mối nguy hiểm kia có xác đáng hay không thì đều đã thành bữa tối cho những loài động vật săn mồi khác cả rồi. Khả năng phản ứng nhanh chóng dựa theo bản năng là thứ đã giúp cho tổ tiên ta tồn tại và là thứ họ đã truyền lại cho chúng ta sau hàng vạn năm tiến hóa. Nghe theo bản năng là lựa chọn hoàn toàn hợp lý nếu như mục đích của bạn là sinh tồn trong một môi trường sinh sống khắc nghiệt, nhưng là sự lựa chọn ngu ngốc nếu như bạn muốn đầu tư thành công dài hạn trên thị trường chứng khoán. Mặc dù cả hai môi trường đều nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đó rất khác nhau. Trong môi trường nguyên thủy mà tổ tiên ta từng sinh sống, bạn sẽ chết nếu như không nghe theo bản năng của mình. Nhưng trong môi trường đầu tư, bạn sẽ chết vì bạn làm chính xác theo những điều mà bản năng mách bảo. Và vì thế, một trong những sai lầm cơ bản nhất trong đầu tư chính là hai hành động mang tính phản xạ: bán tháo cùng với đám đông khi thị trường hoảng loạn và mua cổ phiếu khi thị trường hưng phấn. Xét một cách thực tế, bản năng tham lam khi thị trường tốt đẹp và sợ hãi khi thị trường khủng hoảng đều là những bản năng mạnh mẽ mang tính tiến hóa của con người. Trong thời đại nguyên thủy, khi mỗi ngày là những cuộc chiến với tử thần, tham lam tích trữ tài nguyên khi điều kiện cho phép cũng như hoảng sợ tột độ mỗi khi có dấu hiệu của sự nguy hiểm đều là những bản năng cần thiết cho sự tồn vong của giống loài. Đi ngược với những suy nghĩ mang tính trực giác luôn đòi hỏi một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư. Những quyết định không mang tính cảm xúc luôn là những quyết định khó khăn nhất. Tuy nhiên, để thành công lâu dài trên thị trường, đây là điều kiện bắt buộc. Trước khi đến với sai lầm còn lại và những dự đoán về thị trường trong thời gian tới, hãy cùng mình đến với nhà tài trợ cho video ngày hôm nay, Infina. Infina là nền tảng tích lũy và đầu tư được tin dùng bởi 1 triệu người, với sứ mệnh giúp các nhà đầu tư mới tiếp cận trực tiếp tới các hình thức đầu tư chính thống với đầy đủ nền tảng kiến thức thông tin để người dùng tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Tải app ngay tại App Store và Google Play, tại đường link ở trong phần mô tả nhé. Một sai lầm khác cũng phổ biến không kém trong giới đầu tư là không có khả năng thay đổi quan điểm. Trong tâm lý học, người ta gọi là thiên kiến xác nhận. Mỗi khi bạn đã có một quan điểm hoặc một góc nhìn nào đó trên thị trường, bạn sẽ luôn tiếp nhận thông tin mới theo cách ủng hộ những quan điểm mà mình có sẵn và lờ đi bất kỳ bằng chứng nào phủ định quan điểm của bạn. Một điểm khá thú vị là người nào càng tự tin về khả năng của bản thân, họ sẽ càng dễ mắc sai lầm này. Và dĩ nhiên là hiệu suất đầu tư lúc nào cũng cực kỳ yếu kém. Bạn có thể thấy hiệu ứng tâm lý này hoạt động mạnh mẽ nhất trong nhóm lì đòn trên thị trường chứng khoán. Thị trường càng đi xuống, họ sẽ càng nhất quyết giữ hàng. Họ xem khả năng gồng lỗ của mình như một món quà của Thượng Đế và luôn tự hào khoe mẽ về nó mà không biết rằng điều này chẳng có một chút gì đáng tự hào cả. Cụ thể, mình không bao giờ ủng hộ việc đảo danh mục liên tục mỗi khi thị trường biến động. Mình muốn nhấn mạnh là nếu như danh mục đầu tư của bạn là những công ty chất lượng với hoạt động kinh doanh bền vững, thì bạn không có lý do gì để bán tháo khi thị trường đi xuống. Thậm chí là bạn nên làm điều ngược lại là tăng tỷ trọng nắm giữ những công ty này. Nhóm lì đòn mình nhắc đến ở trên, đa phần là những người không thực sự hiểu rõ mình đang làm gì ở trên thị trường. Họ thường mua các cổ phiếu đầu cơ, do được phím hàng, và lầm tưởng rằng mình đang đầu tư. Một khi thị trường đi xuống thì không có cách nào để các món hàng đầu cơ này tăng trở lại. John Maynard Keynes là một nhà kinh tế học nổi tiếng và là người có ảnh hưởng sâu rộng trong các tư tưởng kinh tế hiện nay. Trong một lần thảo luận về các vấn đề kinh tế học, một người đã phản biện tính không đồng nhất về mặt lập luận của ông. Ông ta chỉ trích rằng Keynes đã từng nói một điều gì đó trong kinh tế học, rồi không lâu sau đó quay xe 180 độ khi nói một điều hoàn toàn đối lập với nhận định ông đã đưa ra từ trước đó. Đáp lại lời chỉ trích trên, Keynes đã phản biện với một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông: "Khi sự thật đã thay đổi, tôi thay đổi ý kiến của mình, còn anh thì làm gì, thương ai?" Hiểu theo một cách đơn giản nhất, những nhà đầu tư kiệt xuất nhất trên thế giới, giống như là John Maynard Keynes, là những người sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi của mình và thay đổi ý kiến cá nhân nếu như có đủ bằng chứng thuyết phục chứng minh điều họ tin là sai. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất trong đầu tư,
và theo mình là phẩm chất quyết định thành bại của tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. Khi Cục Lưu trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed bắt đầu được tăng lãi suất đầu tiên trong lộ trình hoạt động để hạ nhiệt lạm phát, đó là phát súng đầu tiên báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp đến. Tín hiệu đó rất rõ ràng, Fed không còn đứng ở phía sau ủng hộ cho đà tăng trưởng của thị trường nữa. Kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc và giờ là thời đại của những chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường phản ứng y hệt như được miêu tả trong sách giáo khoa kinh tế mỗi khi lãi suất được nâng lên. Hoảng loạn và bán tháo xuất hiện khắp nơi. Nhưng lúc này Fed vẫn còn rất mềm dẻo với những lời hứa hẹn như là hạ cánh mềm, soft landing. Là một cách nói xoa dịu dư luận là Fed sẽ làm mọi cách để nỗ lực làm hạ nhiệt lạm phát này, không làm cho nền kinh tế phát nổ tan tành như xác pháo. Fed sẽ làm mọi cách để ngăn cản suy thoái kinh tế diễn ra. Tuy nhiên, tuần trăng mật không kéo dài được lâu. Fed cuối cùng cũng nhận ra rằng không có cách nào khác để đưa lạm phát quay về mục tiêu 2% mà không đập nát thị trường. Và thị trường cũng bắt đầu đồng thuận với Fed, nếu như không muốn nói là thị trường vốn chưa bao giờ tin vào lời hứa hạ cánh mềm mà Fed đã giao giảng. Hạ cánh mềm, soft landing là một thuật ngữ mượn từ ngành vận chuyển hàng không. Hạ cánh mềm là khi máy bay có thể đáp xuống mặt đất mà không làm hư hại bất kỳ món hàng nào mà nó chuyên chở. Có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với hạ cánh cứng, hard landing. Ban đầu mình tin rằng yếu tố vĩ mô ổn định của Việt Nam sẽ là một yếu tố giúp thị trường Việt Nam không chịu ảnh hưởng nặng nề như khối châu Âu hay là Hoa Kỳ. Nhưng quan điểm này đã thay đổi khi VN Index thủng mốc 1.200. Có lẽ mình đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Fed lên thị trường toàn cầu, đặc biệt là với các nền kinh tế mới. Khi lãi suất liên tục gia tăng sẽ làm cho nhu cầu với đồng đô la tăng cao tương ứng và qua đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rời bỏ các thị trường mới nổi và đầu tư vào các khoản đầu tư có giá trị được quyết định dựa theo lãi suất. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán ở các nền kinh tế mới nổi vì thông thường các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào các thị trường mới nổi thông qua các quỹ ETFs và thường là các nhà đầu tư dài hạn. Sự ra đi của những người này qua đó cũng sẽ làm giảm đi tính ổn định của thị trường và sẽ càng dễ làm cho thị trường phản ứng một cách thái quá với các thông tin bất ngờ. Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém là tiền trả nợ của các nền kinh tế đang phát triển đang phình to ra một cách không thể kiểm soát. Một đặc trưng cố hữu của các nền kinh tế này là thường xuất khẩu các mặt hàng ít có giá trị, trong khi nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ các nước phát triển. Sự chênh lệch lớn giữa giá trị thặng dư của các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu làm cho các nước đang phát triển luôn trong tình trạng nợ nần ngập đầu và các món nợ này đều phải được thanh toán bằng đồng USD. Khi Fed tăng lãi suất liên tục sẽ tạo ra combo liên hoàn, dẫn đến việc giá trị đồng tiền của các nước đang phát triển sụt giảm nhanh chóng, cũng như tăng rủi ro cho khả năng thanh toán các khoản nợ và lãi vay của chính phủ. Và dĩ nhiên ta không thể không nhắc đến các tác động không ngờ của một loạt các vụ đột kích những nhân vật đình đám như Chủ tịch FLC, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Louis Capital, v.v. Hầu hết mọi nhà đầu tư kinh nghiệm đều đã nhìn thấy bóng dáng của một con gấu to đùng đang chuẩn bị lao tới. Và do đó một trong những điều đầu tiên ta cần phải làm để sống sót là tái phân bổ lại danh mục sang cơ chế phòng thủ. Tất cả những công ty không có nền tảng tài chính vững mạnh hoặc là không có tiền tệ hoạt động ổn định trong giai đoạn kinh tế khó khăn cần phải bị loại bỏ nhanh chóng. Hàng đầu cơ thì không cần phải suy nghĩ nhiều mà thẳng tay vứt đi. Thêm nữa, tất cả các nợ vay margin cần được giải quyết nhanh chóng. Mang nợ vào người trong thị trường đi xuống không khác nào nhặt mấy đồng xu lẻ trên xa lộ. Không sớm thì muộn thì bạn cũng bị xe tải hỏi thăm. Nhưng thậm chí, tất cả những điều trên vẫn có thể chưa đủ. Khi Fed bắt đầu thể hiện quyết tâm chiến đấu với lạm phát, thị trường phản ứng bằng cách bán tháo từ tuần này sang tuần khác. Xuất hiện vài nhịp hồi kỹ thuật rồi lại cắm đầu đi xuống. Đa số những nhà đầu tư mới tham gia, thông thường là từ năm 2020, đều quyết định rút hết tiền mặt và rời bỏ thị trường. Còn những nhà đầu tư kỳ cựu thì quyết định ở lại. Trung bình, một thị trường gấu sẽ có thời gian kéo dài từ 1 đến 2 năm. Điều này có nghĩa là những người quyết định trụ lại thay vì rời đi sẽ có một khoảng thời gian không mấy dễ chịu, nếu như không muốn nói là cảm giác khi ở lại không khác tra tấn là mấy. Nhưng tại sao họ lại quyết định ở lại thay vì bỏ đi? Đợi đến khi thị trường hồi phục rồi vào lại không phải là một quyết định tốt hơn hay sao? Đây là điểm đặc biệt giữa dân có kinh nghiệm và dân nghiệp dư. Dân nghiệp dư suy nghĩ quá đơn giản và hiển nhiên. Dĩ nhiên là với một góc nhìn bề nổi, rút hết tiền mặt ra tránh bão rồi đợi đến khi thị trường ổn định rồi mới quyết định quay trở lại là một lựa chọn quá hấp dẫn và dễ dàng. Một lựa chọn hoàn toàn dựa trên trực giác bản năng sinh tồn. Trên thị trường, những việc gì quá hiển nhiên và dễ dàng thường là sai. Đơn giản là vì ai cũng làm theo điều đó mà không thực sự suy ngẫm đủ lâu về nó. Nếu bạn quyết định rời bỏ thị trường trong thời điểm tồi tệ nhất, thì bạn sẽ không bao giờ có được một mức lợi nhuận phi thường mà những nhà đầu tư lão luyện quyết định ở lại chắc chắn sẽ đạt được. Không ai đoán được khi nào thị trường đảo chiều và cố gắng canh thời điểm chính xác để quay trở lại thị trường luôn là một việc làm ngu ngốc. Đơn giản là vì thị trường một khi đã phục hồi thì sẽ đảo chiều rất nhanh, chứ không hề đi lên từ từ như là nhiều người lầm tưởng. Nếu như bạn không có sẵn vị thế từ trước thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ một đoạn phục hồi cực lớn.
khi nhìn vào các bài phân tích kinh tế, có thể khẳng định rằng suy thoái toàn cầu gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Song, bạn cũng đừng vội buồn bã. Nếu ta truy cứu lịch sử kỹ càng, thì đây chẳng phải lần đầu tiên cả thế giới hoảng loạn chuẩn bị cho một pha đổ đèo. Mọi cơn bão rồi sẽ đi qua, thị trường gấu không thể kéo dài mãi mãi. Không sớm thì muộn, gấu cũng sẽ phải nhường chỗ cho bò. Và các nhà đầu tư thông minh là những người có kế hoạch cụ thể để tối đa hóa lợi nhuận của mình khi thời điểm nó đến. Vĩ mô mà nói, chừng nào Fed vẫn còn tăng lãi suất thì thị trường gấu vẫn chưa thể kết thúc. Tất cả những phiên xanh đều chỉ là những nhịp hồi kỹ thuật. Fed đã có lộ trình tăng lãi suất rõ ràng đến tận năm 2023. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp, Fed sẽ cân nhắc hạ lãi suất vào năm 2024. Một câu nói gần như đã trở thành meme trong giới đầu tư thông minh ở Wall Street là đừng cố đối đầu với Fed. Nếu như Fed có thể làm cho thị trường đi lên trong giai đoạn cả nền kinh tế toàn cầu đang bị tê liệt, đại dịch Covid-19 năm 2020, thì Fed cũng không thiếu công cụ và quyết tâm để đập nát thị trường với mục đích hạ nhiệt lạm phát. Nếu như Fed vẫn còn thực hiện các chính sách tiền tệ thắt chặt, thì thị trường sẽ không bao giờ có một môi trường thuận lợi để quay trở lại chu kỳ đi lên. Nhưng Fed cũng rất hiểu rằng nếu như mặt bằng lãi suất cao như hiện nay tồn tại trong một khoảng thời gian lâu thì không khác gì một quả bom nổ chậm trong lòng kinh tế nước Mỹ. Người dân Mỹ vay nợ rất nhiều, vì thế họ đang phải gồng mình trả lãi cực kỳ khó khăn. Và Fed chắc chắn không thể nhắm mắt làm ngơ trước điều này. Nếu điều này tiếp tục trong thời gian dài, bạo loạn và bất mãn trong tầng lớp lao động sẽ dẫn đến biểu tình khắp nơi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trước tiên, Fed phải làm cho lạm phát quay trở về mục tiêu 2% đã. Và điều này sau một số đợt tăng lãi suất đầu tiên đã được chứng minh là khó hơn Fed tưởng rất nhiều. Fed buộc phải mạnh tay nếu như họ thực sự nghiêm túc với mục tiêu hạ nhiệt lạm phát. Và điều này cũng đồng nghĩa suy thoái kinh tế gần như không thể tránh khỏi. Hạ cánh mềm đã không còn được chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc đến trong các bài phát biểu của mình nữa. Nếu bạn muốn trụ lại trên thị trường này thì hãy từ bỏ hy vọng về tăng trưởng ngắn hạn và chuẩn bị đầy đủ để sống sót qua một mùa đông băng giá. Tuy nhiên, mùa đông sẽ không thể kéo dài mãi vì Fed không thể giữ mặt bằng lãi suất như hiện tại quá lâu. Chắc chắn Fed sẽ phải hạ lãi suất. Khả dĩ nhất là khi họ có đủ thông tin để tin rằng lạm phát đã được kiểm soát và thời điểm để mở cửa lại nền kinh tế đã tới. Nói vậy thôi, chứ nói lúc nào cũng dễ làm, mấy ai thoát được bàn tay thao túng của bản năng và cảm xúc mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn đầu tư thành công thì phải biết cách tồn tại qua thị trường gấu. Trải nghiệm này không dễ nhằn một tí nào nhưng lại là một phần thiết yếu của cuộc chơi. Hãy tận dụng nó để thiết lập kỷ luật và tích lũy kinh nghiệm vì cả 2Y chắc chắn sẽ rất quan trọng trong tương lai. Vậy làm thế nào để ta có thể biết được thị trường đang dần chuyển trạng thái? Làm thế nào để ta có thể cảm nhận được đâu là đáy của thị trường để có thể bắt đầu giải ngân trở lại? Đối với một nhà đầu tư lọc lõi, cách duy nhất để biết được đáy của thị trường là sau khi ta đã đi qua nó. Còn những ai nói với bạn điều ngược lại thì người viết có thể chắc chắn với bạn rằng họ là dân lừa đảo hoặc là lùa gà. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng tại sao những nhà đầu tư kinh nghiệm lại quyết định ở lại. Họ đủ khôn ngoan để biết rằng họ không thể thông minh hơn thị trường. Và cách duy nhất để kiếm lợi tối đa khi thị trường gấu kết thúc là sống sót qua giai đoạn này và cưỡi con sóng cực kỳ lớn khi thị trường hồi phục. Mồ hôi và nước mắt là những gì mà nhà đầu tư thông minh phải sẵn sàng đánh đổi để đạt được thành công dài hạn trên thị trường. Và có một điều chắc chắn là điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra trên những con đường quá bằng phẳng và dễ dàng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Nut. See ya!